Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là đã 2 tháng rồi. Ngày hôm nay thì Hà Đăng TV mới quay trở lại cầu Đống Cao để cập nhật tình hình tiến độ thực hiện của dự án này. Sau hơn 2 tháng thì công trình cũng đã có một chút thay đổi, nhưng mà nhìn chung thì cây cầu thi công vẫn rất là chậm. Hiện nay phía bên Nghĩa Hưng thì về cơ bản không có nhiều thay đổi. Nhà thầu vẫn đang tiếp tục đúc lan can cầu, đồng thời làm kè đê và thi công các đường dẫn từ trên cầu lên đê. Ở phía bên huyện Y Yên thì cũng không thay đổi nhiều. Các trụ cầu thì đã đúc xong từ đầu tháng 3. Công tác đúc dầm thì cũng rất là chậm. Hiện tại thì mới gác dầm và đổ bê tông bản mặt cầu được 2 nhịp phía sát chân cầu. Mấy hôm rồi các trang mạng xã hội thì đăng tải và chia sẻ rầm rộ tháng 6 thì cầu Đống Cao sẽ hợp long. Thì không hiểu là thông tin lấy ở đâu và căn cứ vào cái gì để khẳng định rằng tháng 6 năm 2024 thì cầu Đống Cao sẽ hợp long. Ở phía giữa sông thì hiện tại trụ phía bên Nghĩa Hưng đã bắt đầu đúc hẫng cân bằng, còn trụ phía bên Ý Yên thì đã đúc xong phần thân và cũng chuẩn bị tiến hành đúc hẫng cân bằng. Với một tốc độ thi công chậm như thế này mà cộng đồng mạng mấy hôm nay lại đưa tin rầm rộ đến tháng 6 thì cầu sẽ hợp long thì không rõ là hợp cái gì, vì chỉ còn 17 ngày nữa thôi là đến tháng 6 rồi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những hình ảnh về cây cầu Đống Cao được Hải Đăng TV cập nhật mới nhất vào ngày 13 tháng 5 năm 2024.